Thưa quý vị, chiều ngày 21 tháng 3, Bộ Y tế thông báo đã có 2 bệnh nhân mắc COVID-19 có kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 2. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đang điều trị 34 trường hợp, có nhiều bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19. Đó là bệnh nhân 17, bệnh nhân số 25, bệnh nhân số 59, bệnh nhân số 72. Riêng bệnh nhân số 24 đã 2 lần có kết quả xét nghiệm âm tính. Lần gần đây nhất là vào ngày 19 tháng 3. Bệnh nhân 27 cũng cho kết quả xét nghiệm lần thứ 2 âm tính và về 2 trường hợp nặng đang điều trị tại đây, một trường hợp do tình trạng suy hô hấp tiến triển nhanh nên Hội đồng chuyên môn cấp Bộ Y tế và Tổ hồi sức bệnh nhân COVID-19 nặng, Bộ Y tế đã thống nhất chỉ định can thiệp ECMO. Bộ Y tế cũng đã thành lập Tổ hội chẩn chuyên môn gồm 30 chuyên gia đầu ngành để sẵn sàng hội chẩn, hỗ trợ chuyên môn đối với các trường hợp ca bệnh nặng. Kết quả xét nghiệm của một số bệnh nhân mắc COVID-19 đang cách ly điều trị tại các cơ sở y tế khác cũng đã âm tính từ 1 tới 2 lần. Đó là 2 bệnh nhân người nước ngoài đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, 1 bệnh nhân người Anh đang điều trị ở Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và bệnh nhân 32 đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM. Trong cuộc chiến chống COVID-19, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên tham gia chống dịch và đạt được những thành công nhất định, đặc biệt là việc chế tạo thành công bộ kit xét nghiệm SARS-CoV-2. Chúng ta hãy cùng đến với những hình ảnh ngay sau đây.